Sáng nay thì tôi đọc báo mới thấy là có một cái vị bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật. Ông chặn một cái bệnh nhân đang chạy hổn hển ở trên hành lang bệnh viện và mới hỏi cái người bệnh nhân này: tại sao chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật ruột thừa cho anh mà anh lại bỏ chạy như vậy? Thì cái người bệnh nhân này mới nói rằng: tôi bỏ chạy là bởi vì tôi nghe cô y tá nói một câu. Hỏi câu gì? Thì vị bệnh nhân này mới nói là cô y tá nói rằng: đừng có hoảng sợ, phẫu thuật ruột thừa là một trong những cái phẫu thuật đơn giản nhất. Thì ông bác sĩ trưởng khoa mới nói: đúng rồi, cổ nói đúng, đâu có gì đâu phải sợ. Nhưng vị bệnh nhân này mới nói: vấn đề không phải là cổ nói với tôi, mà nói với cái ông bác sĩ cầm cây dao chuẩn bị mổ thôi. Các anh chị thân mến, cái hình ảnh người bác sĩ cầm cây dao mới ra trường một cách thiếu chuyên nghiệp gây hoảng sợ cho bệnh nhân, nó cũng là hình ảnh của một cái người chuyên viên tư vấn khi mà chúng ta có một cách tiếp cận sai đối với khách hàng và khách hàng sẽ bỏ chạy giống như vậy. Các anh chị đã gặp nhiều sự từ chối và khách hàng bỏ chạy chưa? Chuyên gia tư vấn giỏi thì các anh chị lưu ý 5 cái tố chất này. Thứ nhất là các anh chị phải có tố chất của nhà tu hành để yêu mến khách hàng. Các anh chị phải có tố chất của nhà tâm lý để hiểu được các mẫu hình tâm lý khác nhau của khách hàng. Và các anh chị phải có tố chất của một nghệ sĩ để sáng tạo ra phương thức tiếp cận khách hàng. Và các anh chị phải có tố chất của một vận động viên để khả năng chịu được áp lực cao trong công việc. Và cuối cùng là các anh chị phải có tố chất của một nhà toán học để khả năng tính toán các con số trong kinh doanh, đảm bảo cái quyền lợi cao nhất cho khách hàng và cho công ty, đồng thời chọn cái sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Thì 5 cái tố chất của nhà tu hành, nhà tâm lý, nghệ sĩ, vận động viên và nhà toán học này, các anh chị cứ rèn luyện đó, đảm bảo các anh chị sẽ vươn tới đỉnh cao trong ngành bảo hiểm. Trong 5 cái tố chất này, cái tố chất quan trọng bậc nhất đó là các anh chị phải yêu mến khách hàng. Các anh chị có bao giờ tiếp xúc với một người mà thoạt nhìn chúng ta cảm thấy có cảm tình và tiếp xúc với người khác thì chúng ta thấy cha này thấy ghét, có không? Chúng ta có cảm giác đó, đó là cảm giác thông thường của con người khi mà chúng ta tiếp xúc lẫn nhau. Nếu các anh chị nhìn một người nào đó và nói rằng cha này thấy ghét, thì các anh chị đã dán một cái nhãn lên cái nhân vật này và toàn bộ cái thao tác về giao tiếp, về ngôn ngữ, về tâm lý của các anh chị nó sẽ chuyển biến theo cái hướng cha này thấy ghét. Như thế thì các anh chị không chạm được vào cái điểm sâu thẳm nhất của khách hàng, cái nhu cầu quan trọng nhất của khách hàng. Toàn bộ những cái vấn đề về kỹ thuật, về sản phẩm nó sẽ rất dễ dàng được đồng ý nếu như các anh chị vượt qua được cái bức tường cảm xúc của khách hàng. Anh có đọc báo thấy rằng những cái người phụ nữ mà có chức vụ cao, có công việc tốt, có thu nhập cao đó, thường họ rất khó lấy chồng, đúng không? Xin lỗi các phụ nữ nếu mà chưa lấy chồng ở đây, đúng không? Thì anh A này mới nói đúng rồi, tôi quan sát thấy những phụ nữ mà giỏi quá thì thường họ khó lấy chồng. Tôi mới hỏi anh là tại sao lại như vậy, thì anh mới trả lời rằng thì cái bản chất của phụ nữ chỉ có thể lấy một cái người mà họ phục, chỉ có lấy một cái người mà họ có thể dựa vào để trao thân gửi phận, đó là đặc điểm tự nhiên của phụ nữ. Đó, anh nói hoàn toàn chính xác. Tưởng tượng như thế này, ngày mai anh ngồi trên bàn thờ đó mà anh không để lại bất kỳ cái gì cho vợ và hai đứa con của anh, thì khả năng sau 3 tháng thì chị sẽ tìm người khác để dựa vào, nó sẽ cao hơn. Nhưng nếu anh ra đi và anh để lại một cái tài sản khổng lồ, thì bất kỳ người nam giới nào tới chinh phục vợ anh, chắc chắn chị sẽ có một cái câu hỏi: anh đến là bởi vì anh thương tôi hay là thương cái khối tài sản mà chồng tôi để lại cho tôi? Cái sự lo nghĩ của anh, cái sự mà anh nghĩ rằng người khác sẽ lấy vợ và con, lấy vợ anh và con anh người khác sai đó, nó sẽ được hóa giải nếu như anh để lại một cái gì mà chị tự hào nói với những cái người đàn ông khác. Nói với tôi rằng là anh rất ghét bảo hiểm bởi vì nó liên quan đến vấn đề xui rủi. Thế thì tôi đố anh, tại sao anh sợ xui, tôi sợ xui, bà xã anh ở nhà sợ xui, tất cả mọi người đều sợ xui rủi, thế thì tại sao người ta sợ xui? Anh trả lời đi. Ông suy nghĩ một lúc, một cái khoảng lặng trong điện thoại. Thì một lúc sau ông mới nói rằng: mày đố gì kỳ cục vậy, xui rủi thì ai cũng sợ, tại sao lại phải đố? Nói không, anh thua thì tôi mới trả lời, còn nếu anh vẫn cương quyết vậy thì tôi không trả lời. Thì ông lại tiếp tục suy nghĩ, ông nói: xui thì mọi người đều sợ, bây giờ mày trả lời đi. Nói nếu tôi trả lời mà thuyết phục được anh á, anh phải gặp tôi. Nói rồi, đồng ý.
Tôi mới nói mọi người đều sợ xui là bởi vì không ai biết được khi nào cái xui xảy đến với mình. Nếu sáng mai ở dốc cầu Tân Thuận mà tôi biết rằng có chiếc xe container nó đứt thắng lúc 9 giờ nó tuột dốc thì không mắc mớ gì tôi lủi cái chiếc xe Honda lúc 9 giờ sáng mai sau đuôi xe container, đúng không? Bản chất của xui rủi là không ai biết được, cho nên người ta mới sợ. Rồi tôi hỏi trong vấn đề kinh doanh của anh, khi mà anh sợ xui rủi đó thì nó thể hiện ở cái hoạt động hoặc cái hình thức nào mà anh ghét nhất? Ông suy nghĩ một lúc và ông nói tao ghét đi máy bay nhất. Hỏi là sao? Bởi vì tao không biết khi nào nó rớt. Rồi như vậy thì anh sợ cái việc đi máy bay, thì đứng trước cái việc đi máy bay anh chỉ có 3 giải pháp. Một là tránh hẳn việc đi máy bay. Tránh hẳn việc đi máy bay thì anh không tránh được, bởi vì anh là doanh nhân, anh đi công tác nơi này nơi kia, anh không tránh được, anh đi nước ngoài. Cho nên dẫn đến việc thứ hai là anh vẫn đi máy bay nhưng mà tới đâu hay tới đó, đúng không? Tức là tự ôm cái xui rủi vào mình. Và cái thứ ba là ok, tôi vẫn đi công tác bằng máy bay nhưng nếu có chuyện gì phải có ai đó chịu trách nhiệm. Cái ai đó chịu trách nhiệm chính là 30 phút em đang muốn nói với anh. Người ta chết thì để lại gì? Để lại tiếng. Vấn đề là khi anh giàu có, anh muốn để lại cái loại tiếng gì? Tiếng tốt hay là tiếng xấu? Anh muốn những người thân trong gia đình đi ra ngoài ngẩng mặt lên là bởi vì cái tầm nhìn xa của một đại gia như anh đã bảo vệ được toàn bộ gia đình? Hay anh muốn người thân đi ra ngoài và nói rằng trời ổng chết rồi tôi không biết dựa vào ai bây giờ, tiền thì xài chuẩn bị hết rồi? Giữa hai cái vấn đề này anh chọn cái nào? Nếu anh chọn gia đình đi ra và cúi gầm mặt xuống như thế này thì tôi không nói gì nữa hết. Nhưng nếu anh chọn gia đình đi ra và tự hào người cha người chồng của tôi đã thực hiện những cái việc này thì tôi có thể hỗ trợ cho anh về cái vấn đề đó. Anh không tin bảo hiểm, cụ thể hơn tí, anh không tin về vấn đề gì?